Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu như vũ bão. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm mạng trong năm 2022 nhâm dần sẽ giúp cho quý vị biết được một năm sẽ diễn ra như thế nào, công danh sự nghiệp sẽ ra sao. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ cùng luận giải với quý vị về tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm mạng về 4 phương diện: tài lộc, công danh sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và gia đạo. Cùng với đó, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp cho quý vị và các bạn hóa giải về những vận hạn tử vi trong năm 2022 nhâm dần, giúp cho quý vị nắm được thiên cơ và từ đó tránh được những vận hạn và những điểm không may mắn xảy đến với mình trong năm 2022 nhâm dần. Như quý vị đã biết, từ xưa thì hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng ta thường đi xem tử vi để biết vận trình của mình sang năm mới như thế nào, và đó đã là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Trong phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm mạng ngày hôm nay, quý vị sẽ nắm rõ được về vận trình tài lộc gia đạo của mình. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2022 năm mạng sinh năm 1965, tuổi tính theo âm lịch năm 8 tuổi, sao chiếu mệnh Thái Bạch hung tinh, mệnh Phú Đăng Hỏa hỏa khắc kim không tốt, địa chi tuổi tuổi Tỵ gặp năm dần tương khắc, thiên can tuổi can Ất gặp can Nhâm bình hòa. Nam mạng tuổi Ất Tỵ là người biết tính toán, có khả năng tư duy rất tốt. Họ là kiểu người đã quyết điều gì thì phải làm cho bằng được. Với tính cách này, bản mệnh dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Trong năm nhâm dần này, nam Ất Tỵ gặp phải sao Thái Bạch chiếu mạng nên sẽ xuất hiện những chuyện không may gây trở ngại. Vậy tử vi sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2022 năm mạng. Năm mạng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có ngũ hành nạp âm bản mệnh là Phú Đăng Hỏa, mang ý nghĩa ngọn lửa rực cháy mạnh mẽ và không dễ dàng vụt tắt trong bất trạch phong thủy. Mệnh tuổi này thuộc cung Cấn, là một trong những phi cung của Tây Tứ Mệnh. Vào năm 2022, Ất Tỵ sinh năm 1965 đã bước vào tuổi 58, tính cả tuổi Mụ. Dựa vào mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can địa chi của tuổi và năm, ta có thể luận giải được vận trình tử vi của nam Ất Tỵ sinh năm 1965 tốt hay xấu. Theo nam âm lịch, 2022 là năm nhâm dần, có ngũ hành nạp âm là kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành kim của năm nhâm dần tương khắc với hành hỏa của Ất Tỵ. Dựa vào thiên can, Ất thuộc mộc bình hòa với nhâm thuộc thủy, xét theo địa chi, Tỵ với dần đều nằm trong bộ tứ hành xung, lục hại và tam hình. Từ đó ta có thể kết luận, bản mệnh Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm nhâm dần có thể vướng phải nhiều trắc trở khó khăn. Nguyên nhân của những trắc trở này, phần vì có sao Thái Bạch chiếu mạng, phần vì là năm tương khắc. Tuy nhiên, nam Ất Tỵ với bản tính thuộc cung Cấn là một trong những người có tấm lòng hiền từ và năng lực cá nhân tốt nên sẽ có thể vượt qua các khó khăn một cách dễ dàng. Ngoài ra, quý ông có thể tích cực làm điều thiện giúp đỡ người khác để xua tan đi những điều không may. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Ất Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải hạn lục hại thái tuế trong năm 2022. Như quý vị đã biết, thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất trong năm. Biết mà nghênh đón ngài sẽ được ngài tương trợ, tăng phúc, xá tội, hóa giải vận đen liên miên do các hung tinh mang lại. Luận giải cụ thể về tử vi năm 2022 tuổi Ất Tỵ trên mọi phương diện. Dưới đây là tổng quan tử vi năm 2022 của nam tuổi Ất Tỵ trên các phương diện sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Trong năm nhâm dần, nam giới Ất Tỵ đã gặt hái được các thành tựu nhất định trong công việc. Tuy nghỉ hưu nhưng vẫn có được nguồn thu nhập ổn định và nhận được sự tôn trọng của các đồng nghiệp cũ. Trong việc kinh doanh làm ăn riêng, bản mệnh nên cẩn thận với các mối làm ăn mới hoặc giấy tờ thu chi để tránh được mất mát về tiền của. Trường hợp các quý ông sức khỏe dồi dào vẫn có thể làm thêm các công việc phù hợp để có thêm niềm vui trong cuộc sống như chăm sóc vườn tược, trồng trọt thêm các loại rau củ. Ở giai đoạn này, bản mệnh không nên quá bận tâm về vấn đề tiền bạc. Quý ông nên biết điểm dừng, đừng quá tham vọng mà mạo hiểm đầu tư, thay vào đó hãy dành thời gian để tận hưởng niềm vui gia đình, cùng nhau san sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp ích cho quý ông rất nhiều trong việc cải thiện tinh thần, tình cảm gia đạo.
Gia đạo của nam giới tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2022 này có nhiều niềm vui, gia đình êm ấm, không nhiều tranh cãi xảy ra nhờ có quý ông đứng ra làm chủ gia đình. Bản mệnh với năng lực làm việc tuyệt vời kể từ khi còn trẻ là điểm mà con cháu vô cùng ngưỡng mộ mà noi theo. Các quý ông tuổi Ất Tỵ bề ngoài luôn tỏ ra không quan tâm, không màng đến, nhưng thực chất lại vô cùng chú ý và luôn lo lắng chu toàn cho gia đình của mình. Tuổi tác càng tăng, điểm này ở nam Ất Tỵ càng được thể hiện rõ ràng hơn. Tuy nhiên, do tuổi già cho nên đôi khi quý ông không lắng nghe lời khuyên từ bạn đời và con cháu. Lúc này, nam Ất Tỵ nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, kiềm chế cảm xúc và cùng trò chuyện để thấu hiểu các thành viên, từ đó mà gia đình thêm ấm êm, vui vẻ. Tài lộc năm Nhâm Dần 2022, vì có sao Thái Bạch chiếu mạng và có cả hạn Huỳnh Tuyền, cho nên tài lộc sẽ sa sút so với năm trước đó. Tuy nhiên, lương hưu trí hoặc các khoản thêm từ làm việc kinh doanh vẫn coi là đầy đủ với bản mệnh. Ngoài ra, quý ông nên cẩn thận khi mà có người ngỏ ý hùn hạp kinh doanh. Nếu bản mệnh thật sự hứng thú với việc này, thì hãy đợi khi vận hạn của mình qua đi, khi đó việc làm ăn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Các khoản chi tiêu cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Quý ông nên có bảng chi tiêu cụ thể để nắm rõ những khoản thu chi hàng ngày nhằm tránh các khoản hao hụt không đáng có. Để tránh thất thoát tiền bạc, những gia chủ tuổi Ất Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật sử dụng lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh để tịnh tâm, khai sáng trí tuệ, tăng cường phúc đức, mang theo vật phẩm bên mình để được thần Phật tương trợ giúp đỡ hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời khai mở cung tài lộc và kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển. Sức khỏe trong năm 2022 này, sức khỏe của quý ông sẽ có chiều hướng đi xuống. Để cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh, bản mệnh có thể cùng với bạn đời tập các bài tập thể dục phù hợp và ăn nhiều thực phẩm tốt. Thêm vào đó, quý ông hãy kiểm tra sức khỏe bản thân định kỳ để phòng ngừa các căn bệnh nguy hiểm. Quý ông có thể vì sức khỏe giảm đi mà đầu óc cũng sẽ căng thẳng, chạy bộ để thư giãn vào buổi sáng sẽ giúp cho quý ông cảm thấy khỏe khoắn hơn. Ngoài ra, bản mệnh có thể dùng thêm các loại thực phẩm tốt cho trí não như cà rốt, cá hồi và cải xanh. Xem sao hạn của tuổi Ất Tỵ nam mạng trong năm 2022. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của tuổi Ất Tỵ nam mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh năm Nhâm Dần 2022, sao chiếu mệnh của nam giới Ất Tỵ là sao Thái Bạch. Sao Thái Bạch từ xa xưa được xem là sao mang tới điều kém may mắn về tài lộc. Để tránh bị sao này ảnh hưởng hết mức có thể, bản mệnh nên cẩn thận hơn trong việc kinh doanh, không nên vì tham vọng mà mạo hiểm. Tuy sao Thái Bạch là hung vận, có nhưng mà bản mệnh cũng có thể hoàn toàn tránh được khỏi những việc kém may mắn này bằng cách làm ăn chân chính, hợp pháp, giúp đỡ người khó khăn, làm việc thiện để phúc khí dồi dào và xua tan đi vận rủi. Hạn tuổi, năm Nhâm Dần 2022 này, sao Toán Tận sẽ ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của đàn ông tuổi Ất Tỵ. Hạn này ý chỉ hao hụt về tiền của, vậy nên quý ông cần phải chú ý hơn nữa đến việc kinh doanh hoặc là cẩn thận khi đi đường. Ngoài ra, các vấn đề sức khỏe cũng cần phải đặc biệt quan tâm chú ý. Bản mệnh hãy thăm khám sức khỏe thường xuyên và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Quý ông có thể cùng bạn đời có những chuyến đi dạo sau bữa ăn để cơ thể thêm khỏe mạnh, linh hoạt, đồng thời làm gắn kết tinh thần, tình cảm gia đình. Hóa giải sao hạn. Sao Toán Tận hoàn toàn có thể hóa giải được nếu quý ông biết cách kiềm chế tham vọng của bản thân. Ngoài ra, nên hạn chế các chất kích thích không tốt cho sức khỏe dù đôi khi tuổi già cần các cuộc hội họp bạn bè. Quý ông không nên mang theo đồ vật có giá trị cao bên người, bởi lẽ sao Toán Tận thường mang tới những chuyện không may hoặc các bất ngờ khó lường được. Nam giới tuổi Ất Tỵ có thể hóa giải sao hạn của bản thân bằng cách tu tâm dưỡng tính, tích cực làm điều thiện hoặc là viếng chùa thường xuyên để cầu mong bình an đến với gia đạo. Ngoài những biện pháp trên, bản mệnh có thể tìm hiểu thêm về dân sao giải hạn để hóa giải hạn Toán Tận này. Quý ông có thể nhờ các sư thầy ở những ngôi chùa uy tín dân sao giải hạn giúp mình và thành tâm cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến. Bên cạnh đó, để tăng cường phúc đức và hóa giải sao hạn, các thầy phong thủy có khuyên gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác dựa trên bộ tam hợp tuổi gia chủ tuổi Ất Tỵ, mang theo vòng bên mình để được quý nhân giúp trợ tiếp dẫn, khai đường chỉ lối, giúp hòa hợp gia đình, hòa hợp các mối quan hệ trong công việc cũng như trong cuộc sống, giúp cho gia chủ luôn được may mắn và bình an. Luận tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2022 nam mạng theo tháng. Theo tử vi chọn đời, năm tuổi Ất Tỵ trong năm 2022 này sẽ có nhiều điểm mốc cần phải chú ý tới trong cuộc sống, cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, đầu năm này quý ông sẽ gặp nhiều chuyện vui, nhưng không nên sử dụng quá nhiều các loại chất kích thích như rượu bia.
Tháng 2, tháng này làm việc kinh doanh có vẻ ổn định, nam giới tuổi Ất Tỵ sẽ nhận được nhiều lời mời hợp tác nhưng bản mệnh nên xem xét kỹ lưỡng. Tháng 3, sức khỏe của bản mệnh sẽ dần ổn định lại. Quý ông nên ăn nhiều rau củ quả để cho đường ruột hoạt động tốt hơn một cách khỏe mạnh. Tháng 4, con cháu sẽ ghé thăm thường xuyên vào tháng 4, kèm theo đó là các tin vui thăng tiến trong công việc. Tháng 5, gia đình an yên, hạnh phúc, nam tuổi Ất Tỵ nên dành thời gian tận hưởng khoảnh khắc ấm cúng cùng gia đạo. Tháng 6, lời khuyên của bản mệnh rất hữu ích khi có những tranh cãi nho nhỏ trong gia đình. Tháng 7, quý ông nên tập luyện thể dục thường xuyên hơn để tăng cường sức khỏe, chạy bộ có thể tăng sự dẻo dai của xương khớp. Tháng 8, trong tháng này nam giới tuổi Ất Tỵ nên hạn chế đi xa và cẩn thận hơn khi đi đường. Tháng 9, thời điểm này mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, quý ông nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tháng 10, nam tuổi Ất Tỵ hạn chế mang các vật giá trị cao bên mình khi ra đường, không nên dùng các chất kích thích khi lái xe. Tháng 11, tháng này bản mệnh nên sắp xếp lại mọi chuyện trong công việc và gia đình, chú ý các khoản thu chi để tránh mất mát tiền của không đáng có. Tháng 12, gia đạo bình yên bản mệnh có lẽ sẽ đón tin vui về sự xuất hiện của thành viên mới. Kết luận, với những thông tin trên, hy vọng rằng các quý ông tuổi Ất Tỵ sẽ có góc nhìn bao quát về các vấn đề trong cuộc sống trong năm Nhâm Dần 2022. Tổng thể, với tính cách nhân đạo và năng lực tuyệt vời, quý ông sẽ vượt qua được mọi thử thách trong năm nay và đón nhiều tin vui cùng với gia đình. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được những may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này, đúng không ạ? Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát ngày hôm nay thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần và từ đó có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi.